Hồi chị cũng dùng lớp thân của SK2 này. Chị cũng dùng hết trơn. Làm là bao nhiêu tiền? Chị xin được nó có thời gian toàn mới khô là lấy mua thì mua luôn. Ờ, chị Loan đặt rồi, chưa thấy cái gì không biết. Chị nhiều hồi cũng tính chăm chứ mà có thời gian quên biết á, tối ngủ rồi quên cả rửa mặt thế mà. Mụn như này không quay thì tiếc à, mà quay kiểu thế mụn ra thế cũng đã, hơi nhỏ thôi chứ cũng đã. Nếu ông trụ được thì cho ông ở tiếp. Đấy, nếu mà chị vô chị phải đến hết chủ nhật chị mới vô được. Nên rồi ông sẽ phải ở 9 ngày vì ông vô chị là trúng tia trừ trưa thứ sáu. Thì nó lấy trưa thứ sáu chị vô lại trúng thứ bảy nhật á. Nên là thôi chị ráng làm cho khách hết thứ bảy nhật tuần sáu là chị qua. Mà ông cưng cô nên không chăm được. Kêu bố thấy bình thường mà mẹ cứ kêu mệt, kêu do bố chứ mẹ cũng mệt chứ, mẹ có sức đâu mà vác cả ngày nữa. Hay mình đâu có sức đâu, làm đau họ khỏe hơn đấy. Hai người thấy mệt lắm, ba người là khỏe. Họ giữ. Nói mình cũng ngại nhá. Lấy miết như vậy không? Chị vừa rồi chứ may phòng chịu đông người chứ, nhờ người đi trông giùm người kia đó. Mày cụ chỉ hắn dễ không bám mẹ á. Chứ nhiều đứa hắn bám mày, ngồi đó mà đi được vậy hắn. Nhỏ quá chắc hồi nó lấy sau hậu này lấy mấy con bự bự chưa kiểu thấy anh cứ muốn theo á mà thấy nhỏ quá tội. Xì đi đây, hồi trước làm được video thì đã có động lực để lấy ha, giờ không làm được kiểu làm để dành đó hậu kìa. Mụn nhỏ thì chị không thích quay lắm. Đến đây. Mấy phút rồi? Wow, bây giờ mới có 5 phút thôi đấy. Ông cô đây ông ăn bà, không ăn nữa không? Ăn cô, ăn nó không rất sợ, bán bụi không? Cố gắng em nha.
Mấy phút rồi em yêu? 2 phút đấy. Wow. Thật ráng mốt mốt cho đủ. Ráng đây à, được rồi nè, chỗ đi nhiều, nó nhỏ. Cố gắng em nha, vội về đi đâu không? Không. Nghi 10 phút rồi ạ. Chị nói không nổi. Rồi chị tắt máy đi lại thấy anh đó. Tắt máy lại thấy nhiều đó. Được rồi.